Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Những cái ngày đầu năm mới thì chúng ta đều có những cái nhu cầu mua sắm riêng dành cho gia đình, dành cho bản thân. Tuy nhiên thì có một số những cái thiết bị và đặc biệt đó chính là những cái chiếc điện thoại, thì khi mà chúng ta mua, đây là một trong những cái thiết bị mà các bạn sẽ dùng lâu dài. Chính vì vậy video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn top những cái chiếc iPhone mà nếu như nó có rẻ cách mấy thì các bạn cũng đừng nên mua ở thời điểm hiện tại. Và các bạn hãy xem video này của mình nhé. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Nói về top những cái chiếc iPhone mà không nên mua thì thật ra nói trắng ra, những cái chiếc iPhone không nên mua ở thời điểm hiện tại là những cái con máy có sở hữu chip A11 trở xuống. Có nghĩa là những cái dòng máy này nó bao gồm cả iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, những cái dòng máy sử dụng chip A11 thấp hơn A10. Chúng ta sẽ có iPhone 7, iPhone 7 Plus, thấp hơn nữa iPhone 6S, 6S Plus, iPhone SE và thấp hơn nữa đó chính là iPhone 6 và 6 Plus. Với iPhone 6 và 6 Plus thì nó đã không được cập nhật lên iOS 15 rồi. Còn những cái chiếc máy còn lại thì nó đều được cập nhật lên iOS 15. Vậy thì lý do gì nó vẫn được hỗ trợ, nó vẫn được cập nhật tới thời điểm hiện tại nhưng tại sao chúng ta không nên mua? Thì đầu tiên sẽ có một cái lý do như sau. Khi mà các bạn cập nhật lên iOS 15 thì cũng chỉ đơn giản là thay đổi về mặt giao diện ở trên những cái con máy này. Chứ còn thực ra nếu như so về tính năng thì chúng ta sẽ chẳng có bất kỳ một cái tính năng gì mới trên iOS 15 và đặc biệt ở trên những cái con máy này cả. FaceTime của chúng ta sẽ không có cái chế độ xóa phông, không có lọc tiếng ồn. Tiếp tục thì các bạn ở cái ứng dụng tìm iPhone thì các bạn sẽ không thể nào tìm được một cái chiếc iPhone nếu như mà cái kẻ trộm họ có tắt nguồn các bạn đi thì các bạn cũng sẽ không có tìm được. Đại loại tất cả những cái tính năng mới, những cái tính năng bảo mật, những cái tính năng đỉnh cao nhất ở trên iOS 15 thì đều không được trang bị cho những cái chiếc máy dùng con chip A11 trở xuống. Tại sao? Tại vì Apple thích thế đó. Và tối thiểu để dùng được những cái tính năng này chúng ta phải có một cái con máy dùng từ chip A12 trở lên. Và tiếp tục thì ngoài cái lý do về phần mềm thì liệu rằng chúng ta còn cái lý do gì nữa hay không? Đầu tiên với dòng iPhone 6S cho đến iPhone 8 Plus thì chúng ta có cái lý do như sau. Ở năm 2022 thì chúng ta sẽ rất khó để mà các bạn có thể chấp nhận được một cái chiếc máy và có cái phần mặt trước dày như thế này, phần viền trên và phần viền dưới cực kỳ là dày. Trong khi đó cùng với mức tiền đó ở thế hệ những cái dòng máy của Android thì các bạn đều có thể tìm được cho mình một con máy có màn hình tràn viền, tỷ lệ mới 21:9, 21.5:9. Đó sử dụng công nghệ quét ở khuôn mặt chẳng hạn và có vân tay trong màn hình chẳng hạn. Đó kiểu như thế. Nhưng với cái con iPhone từ đời iPhone 8 Plus trở xuống thì hoàn toàn nó không đáp ứng được cái sự mới mẻ khi mà các bạn mua một cái chiếc máy và chúng ta muốn sử dụng trong thời gian lâu dài. Đó, nói như thế thì chúng ta vẫn còn con iPhone X để mà các bạn có thể hy vọng vào và chúng ta có thể mua nó. Tuy nhiên, nếu như vì cái kiểu thiết kế tai thọ có phê đi, có màn hình OLED mà các bạn chọn iPhone X thì cũng là một cái sai lầm lớn. Tại vì iPhone X là một cái con máy mà mình phải nói nó lỗi tùm lum tè le luôn. Thứ nhất, nó là một cái con máy đầu tiên mà Apple áp dụng công nghệ màn hình OLED vào trong những cái chiếc iPhone của mình. Cái thứ hai, Face ID của cái chiếc máy này cũng là đời đầu, cho nên tất cả những cái thứ gì thuộc về đời đầu thì nó đều có những cái vấn đề riêng của nó. Phần màn hình OLED của con iPhone X thì nó luôn luôn hay gặp những cái vấn đề về chết màn nè, bị sọc màn và đôi lúc đó chính là bị đơ, bị liệt cảm ứng. Phần Face ID thì cũng bị tương tự như vậy thôi. Đôi lúc chúng ta sẽ không có quét được Face ID và chúng ta sẽ phải nhập mật mã. Đó chính là những cái vấn đề mà con iPhone X hay còn gọi là iPhone 10 nó gặp phải ở thời điểm hiện tại và suốt trong cái khoảng quá trình mà nó bán ra từ năm 2018 cho tới thời điểm hiện tại luôn. Đó, 2017 cho tới thời điểm hiện tại luôn thì nó đều gặp những cái vấn đề như vậy. Vậy thì ở trên cái dòng của con iPhone X thì chúng ta nên mua những cái dòng máy nào? Vì lúc nãy á, thì mình có đề cập đến dòng chip A12 là từ iPhone XR cho đến iPhone XS Max. Nhưng con iPhone XS là một trong những cái con máy mà mình nghĩ là các bạn cũng không nên mua ở thời điểm này.
Thứ nhất, nó nằm ở giữa, nó giữa con iPhone XR và con iPhone XR Max. Nếu như mà các bạn thực sự và chúng ta có một cái nhu cầu dùng màn hình lớn, màn hình sắc nét thì các bạn nên dùng con iPhone XS Max. Còn nếu như để tiết kiệm tiền hẳn luôn thì các bạn nên dùng iPhone XR. Tại vì con iPhone XS nó sẽ nằm giữa hai con máy này để các bạn có thể lựa chọn, và pin của nó thì cũng không thực sự là tốt để mà các bạn có thể dùng trong vòng một ngày. iPhone XS Max thì rõ ràng pin của nó sẽ tốt hơn, và cái phần màn hình của con iPhone XS thì nó cũng tương đối là nhỏ, chỉ có 5.4 inch, ở ngang con iPhone XS thôi, và kiểu dáng bên ngoài thì nó cũng y chang như vậy. Cho nên đây cũng là một cái con máy mà mình nghĩ các bạn không nên mua ở thời điểm này. Và nếu như các bạn quan tâm tới những cái dòng iPhone mới hơn thì hiện tại ngay tại chuỗi cửa hàng Servonet đang có chương trình giảm giá iPhone 12, chỉ giảm còn hơn 18 triệu đồng. Và hiện tại thì Servonet đang là trung tâm ủy quyền chính hãng AAR của Apple, có hơn 70 cửa hàng trên khắp cả nước với nhiều chương trình ưu đãi Tết, trao yêu thương hấp dẫn dành cho anh em chọn quà Tết cho ông bà, cha mẹ, con cái và đặc biệt là người ấy. Và mời anh em click ngay vào đường link ở bên dưới phần miêu tả của video hoặc là bình luận nhé. Hoặc là các bạn có thể chạy ngay ra cửa hàng của Servonet để ring cho mình một em iPhone cực kỳ lớn ý nhé. Và như vậy thì video ngày hôm nay mình đã nêu lên top những cái chiếc máy mà chúng ta không nên mua ở thời điểm năm 2022, và đặc biệt là những cái chiếc iPhone. Thì tựu trung lại, chúng ta sẽ có cái bộ iPhone từ iPhone 6S Plus cho đến tận iPhone X và iPhone 8 Plus chạy chip A11. Những cái dòng iPhone mới hơn thì đơn cử mình thấy là con iPhone XS thì chúng ta sẽ không nên mua ở thời điểm hiện tại. Lý do thì mình cũng đã nói rồi. Và các bạn cảm thấy sao về video lần này? Các bạn cảm thấy những cái con iPhone này có nên mua hay không, và các bạn đang dùng nó hay là các bạn sắp sửa mua nó, thì các bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.